Cảm ơn anh em đến với video tiếp theo của tôi nhá. Mấy này nó thủ cái ta lại chửi rồi đấy. Mấy em gì đây? Ôi anh ơi, gọi anh xem nó có nhà không phải. Gọi anh ý, xong anh đi bảo lên cho em xí. Em đang câu sâu. Em đang đi vào. Còn anh em mệt quá mẹ, anh em nam muốn đá thì phải bảo gì, cứ châm, thằng nào cũng thế thì khi biết gọi ai mà đá. Chứ quê thì mày bảo thằng đéo đá được, thằng đéo con đéo đá được, ba chỉ có quần đá được thằng đấy. Em tính ra là 4 thằng, 5 thằng thôi. Mắm nhà. Nó 4 này đi. Anh nhà, thằng kia nhà. 4 thằng thôi. Vấn đề là đá chua một tiên. Thank you.
đấy chị rồi. Đèo đi. Cuộc đi mang trồng rau đấy. Nghĩa. Nghĩa. Cuộc mẹ. Em đây. À? Em đang cứu sông cơ. Hả? Đẹp không? Có đẹp không? Có đẹp không?
đừng đấy là vụt quá à. Đeo sới à, ấy đi đánh trồng rau á. Lúc này anh trồng rau á. Chỗ này được không? Đây này nè. Bỏ kẹo nhé, bỏ kẹo. Chỗ này. Chỗ sâu sâu rồi. Hết kẹo chưa? Hả? Hết kẹo chưa? Còn không ăn à? Được. Kia chặt từ chỗ kia, kia ở chỗ trên đi. Ờ. Thank you.
cuốc là cái giếng sâu sâu vào nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.